Ừ. Đây. Hôm nay đi lắp cam đêm cho các bác mình tiện mình review luôn cho các bạn xem cái con camera. Con này là con C3W kép. Thì như các bạn thấy con C3W kép này nó sẽ có một số cái tính năng như là night vision này, nhìn đêm 30 mét, trò chuyện hai chiều ở khoảng cách khoảng 5 mét, là mình 5 mét từ mình đến camera nói chuyện là ok. Với lại Wi-Fi 2.4 này, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128 GB này. IP chống nước là 66 này. IP chống nước 66 thì nó khoảng chống nước mưa thì ok đi. Nhưng mà mưa đá thì chắc là không không chống được đâu. Nhưng các bạn chống nước thì thoải mái. Với lại built-in storeber này. Cái này là cảnh báo nhấp nháy, ánh điện nhấp nháy, với lại cảnh báo báo động còi hú đấy. Còi hú của nó được được 100 decibel. 100 decibel nghĩa là các bạn đứng khoảng 100 mét thì có thể nghe thấy nó kêu thoải mái. To rõ rõ ràng trong khoảng 100 mét có thể nghe thấy thoải mái. Đây hỗ trợ Cloud Store đây. Là hỗ trợ đám mây, điện toán đám mây, ghi nhớ đám mây. Thì như các bạn thấy cái con C3W kép này thì nó có thiết kế là hình tròn. Nó hơi khác với những cái thiết kế truyền thống các bạn hay nhìn thấy. Thì ở cái EZ Vít thì camera bên ngoài của nó hầu như là hình tròn thôi. Với lại nó chủ yếu là dành cho gia đình ấy. Thì thiết kế hình tròn của nó sẽ đẹp hơn vì nó đỡ đỡ cái kiểu như là mình chống trộm quá, như kiểu cái hình trụ nhìn nó rất là nhìn nhìn nó rất là có vẻ bảo vệ an toàn ấy, bảo vệ. Thì cái này nó không có kiểu dáng bảo vệ lắm, người đến nhà chơi thì có thể cảm thấy nó thoải mái hơn, nó tự nhiên hơn là cái con kia nhìn nó vẻ cứng cáp, hơi cứng đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Mà tí nữa mình sẽ lắp thử và mình check thử camera buổi tối luôn cho bạn xem, vì tiện đang trời tối. Cái này là khi bắn cái camera này, nó có ba ốc này, thì cái này bạn dán vào tường hay là dán vào cái chỗ bạn muốn lắp cam ấy, thì dán vào đấy xong rồi sẽ khoan theo những cái lỗ này, mình khỏi phải lấy dấu thôi, nó chỉ tiện cái là khỏi lấy dấu. Ok, tí nữa mình sẽ lắp cho các bạn xem con này và test đêm cho các bạn xem. Nó khá là ok đấy. À, khi các bạn lắp camera thì các bạn để ý. Cái này là cái mà để kết nối với lại dây mạng ấy, dây mạng LAN ấy. Nếu mà các bạn bắt quá xa nhà mà mạng nó yếu chẳng hạn thì bạn có thể nối dây mạng LAN vào đây. Còn nếu không như bình thường thì cái này không dây mà, nó có râu nên bắt sóng rất là khỏe rồi. Khoảng nó có thể bắt sóng cách khoảng cái củ phát sóng của mình khoảng 20 mét thì các bạn không cần phải dây, còn quá thì các bạn nên nối dây vào đây cho nó chắc. Ở đây mình bắt sóng gần thôi. Thế nên là mình sẽ bảo vệ để cách nước cho nó. Thì đầu tiên cái này nó sẽ hỗ trợ cho bạn hai cái nút cao su để chống nước này. Cái đầu này bạn thấy đấy, nó có cái cạnh lõm vào thì bạn cho vào đây, cho vào đây nó cũng có cái khay lõm này đấy, mình đút vào đây. Còn cái nút cao su nhỏ này thì mình sẽ đút vào trong cái dây này. Các bạn vặn vào. Đầu này thì các bạn nếu cho một đoạn dây nhỏ này để khi mình bóp vào thì nó sẽ mút chặt cái dây nhỏ này lại, thì nước nó sẽ không vào được nữa. Để cho một đoạn dây điện xong rồi vặn vào. Đấy, thì nó sẽ mút chặt cái dây điện này và nước sẽ không thể nào vào được nữa.
Đấy, đấy. Nhận đã lắp xong cái cam cho bác. Số gì đang quay? Số thoại này. Ừ. Sau khi các bạn lắp cam xong thì các bạn có thể tải ứng dụng EZBit về và bắt tiến hành đăng ký. Được. Và như các bạn đã thấy là bây giờ mình đã cài xong cái camera ở trên này rồi. Thì đây là mình, thật ra là mình đã cài xong tối hôm qua rồi. Nhưng mà do điện thoại nó hết pin thế nên là nay mình mới có thể quay tiếp cho các bạn xem, để review tiếp xem là cái camera nó có những gì. Thì mình đã cài đặt xong cái ứng dụng EZBit ở đây. Và cài con này vào. Thì để cài đặt camera này thì các bạn có thể vào xem cái clip kia của mình vào cài đặt EZBit ấy. Thì cài đặt chắc chỉ mất 5 phút là xong thôi. Kể cả bạn không biết cài cái gì thì vẫn làm được. Đây là hình ảnh ban đêm của nó. Các bạn có thể thấy nó rất là sáng. Đấy, tuy là mình không nhìn thấy gì đâu. Mỗi góc này thì nó hơi sáng một chút nhưng mà... Đấy, các bạn có thể thấy hình ban đêm của nó. Này thì không nhìn thấy gì nhưng mà nó rất là sáng vì nó có hai cái đèn hồng ngoại. Sáng lắm, nó không... Hai cái đèn hồng ngoại màu đỏ các bạn có thể nhìn thấy. Nó không phát ra ánh sáng đâu nhưng mà... Nó hỗ trợ cho camera rất là tốt. Đấy. Trở lại xem là ban ngày à, xem nó có những cái gì đây. Các bạn có thể thấy là trên màn hình của nó hiện tại nó có hình cái chuông đấy là báo động, cái mic là đàm thoại hai chiều ngạn đàm thoại, thử đàm thoại thế nào, ấn giữ để nói alo đấy. Các bạn có thể thấy cái kia nó sẽ nói alo luôn, mic nó bắt rất là tốt các bạn, nó có thể bắt trong vòng phạm vi 5 mét là các bạn có thể đàm thoại hai chiều thoải mái. Rồi. Chia màn hình làm 4. Các bạn cái này bạn có thể cài đặt 4 camera xem 4 camera cùng một lúc. Đấy và cái nó có nút hình ảnh đấy, các bạn có thể chụp hình ảnh vào bất cứ lúc nào. Đó. Hoặc quay camera đều được. Rồi tạm hết thôi. Rồi vào cài đặt xem nào. Xem cài đặt nó có những gì nhé. Đấy, trong phần cài đặt của nó thì toàn hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé. Thế các bạn có thể hoàn toàn yên tâm này. Không phải lo gì về vấn đề cài đặt. Mình có thể nhìn và mình xem được. Nó có đèn trạng thái này. Đèn trạng thái là cái đèn màu xanh các bạn có thể thấy. Ánh sáng hồng ngoại này, âm thanh này. Thông báo báo động này. Múi giờ, định dạng ngày. Quy nhập file. Ok. Bạn thử vào cái thông báo báo động này nào. Đấy, thông báo báo động thì mình đang bật. Và nó có nhiều thông báo lắm, có lịch trình thông báo thì mình có thể lựa chọn lịch ngày giờ thông báo chẳng hạn. Nghĩa là một múi giờ nhất định ở đấy nó sẽ thông báo. Đấy các bạn có thể đặt cài giờ ngày giờ báo động. Là thứ báo động gì đấy, lịch trình báo động này, khu vực báo động. Mình đang đặt khu vực báo động là một phần khu vực báo động thôi. Nghĩa là mình chỉ vào một phần nào đấy, đấy. Những cái phần tô vàng là mình đặt báo động ấy. Nghĩa là người ta mà đến cái phần chuyển động đấy là nó sẽ báo động. Thì báo động ở đây nó có thể là báo động bằng còi hú to chẳng hạn. Còi hú 100 decibel thì nó hú to lắm. Bây giờ buổi tối thì mình không thể đặt còi hú to được. Mình mà đặt thì chắc hàng xóm nó sang nó phang nó vỡ đầu. Nên mình chỉ đặt gọi là tít một cái với lại ánh đèn thôi. Mình có thể test các bạn đấy. Khi mình đấy, khi mình báo, khi mình bước vào cái khu vực mà mình cài đặt báo động ấy thì nó sẽ tít một cái và đèn nó nhấp nháy. Đấy, nó nhấp vài cái nó tắt. Đấy, cứ khi có chuyển động là nó sẽ tít một cái và nhấp nháy. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái báo động của nó. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái lịch sử ban ngày của nó xem là... Xem hình ảnh ban ngày của nó xem như thế nào nhé. Đấy. Anh có thể quay ngang cho nó... sáng. Đấy.
Đấy, các bạn có thể thấy hình ảnh ban ngày của nó. Đây là buổi chiều nay đấy. Trời mới mưa, rất là sáng. Không có chim ấy. Các bạn có thể thấy là cái mic của nó thu âm rất là tốt. Chim mà nhìn rõ. Chim sẽ ở dưới đất luôn này. Này, con chim ở dưới đấy, đất các này. Bạn có thể nhìn thấy con chim khi mình phóng to lên là mình có thể nhìn thấy con chim ở dưới đất. Đó. Hình ảnh rất là nét. Nên cho ngang cho nó rộng dễ nhìn. Đấy là hình ban ngày. Đấy, như các bạn có thể thấy là cái hình ảnh ban ngày của nó thì màu sắc, cái độ nét của nó rất là nét, rất là rõ nét. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm cài đặt con C3W kép này ngoài trời cho nó. Đây bạn, buổi tối, chính xác của buổi tối bây giờ đấy. Với điện thoại bình thường mình quay thì chỉ thấy nó mờ mờ thế kia thôi, nhưng nó rất là sáng. Ok, đây là mình đã test xong con C3W kép trực tiếp tại nhà khách cho các bạn xem. Có gì thì các bạn có thể vào trang web conmắtthứba.com để tham khảo nhiều mẫu camera hơn. Xin chào các bạn.